Hai bí quyết giúp cho size PowerPoint của chúng ta vừa nhẹ hơn vừa đỡ giật lag khi trình chiếu animation. Một hiểu nhầm rất lớn của chúng ta đó là số lượng animation là yếu tố khiến size bị nặng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm thiết kế hàng loạt những slide với hàng nghìn animation của mình có thể cam kết animation chưa phải là yếu tố chính khiến slide bị quá tải. Thủ phạm lớn nhất khiến PowerPoint bị giật lag khi thao tác đó là do hình ảnh sử dụng trên slide có độ phân giải quá cao. Để khắc phục, chúng ta chỉ cần sử dụng công cụ Resize trong Nightslide 1. Bắt đầu từ phiên bản 365 mới nhất được Nightslide cài đặt miễn phí cho học viên thì PowerPoint đã hỗ trợ ảnh với chất lượng nguyên bản. Chúng ta có thể nén xuống 220 điểm ảnh trên 1 inch để phù hợp với in ấn hoặc chiếu màn LED. Còn nếu mọi người chỉ thuyết trình với máy chiếu thông thường, chúng ta có thể chọn chất lượng 150. Còn nếu muốn file nhẹ nhất có thể để chắc chắn gửi qua được email, chúng ta có thể chọn 96. Tuy nhiên, với độ nén này, ảnh sẽ bị vỡ. Thông thường, độ nén tối thiểu nên là 150. Còn nếu muốn an toàn, chúng ta nên chọn 220. Và mọi người có thể bỏ dấu tích ở trên cùng nếu muốn nén toàn bộ ảnh ở trên tất cả slide. Khi nhấn OK và lưu, chắc chắn file PowerPoint sẽ nhẹ hơn trông thấy. Video cũng chính là nguyên nhân khiến file PowerPoint bị nặng lên đột biến. Cả nhà có thể truy cập link nightslide.vn/tech để xem video hướng dẫn hiệu ứng công nghệ mình sử dụng trong video nha. Để video được nhẹ hơn, chúng ta chỉ cần vào file, chọn info rồi chọn compress video. Chúng ta nên chọn 1080 để đảm bảo chất lượng của video. Và kết quả chúng ta đã tiết kiệm được gần 65MB cho file PowerPoint của chúng ta. Với hai bí quyết vừa rồi của Nightslide, chắc chắn từ nay chúng ta sẽ không còn bị giật lag khi thao tác thiết kế trên PowerPoint. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightslide để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nightslide, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.